xin chào bạn tôi Thú phan đã nhận bạn trên trang web là phan com thì bây giờ tôi sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta kích hoạt cái việc mà thắng các bạn ví dụ như chúng ta được 100 điểm thì chúng ta sẽ kích hoạt cái việc thắng thì nó sẽ có hai cách làm như vậy hai cách làm một cách đó, cách số 1 là chúng ta sử dụng cái 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 công cụ hỗ trợ trực tiếp cho trong bị luôn nghĩa là trong cái phần mà giao diện khi mà chúng ta chơi nè bạn giao diện mà UI screen nè đó đây nè thì cái các bạn thêm cho tôi cái event nè bạn event observer này nó giống như là cái người giám sát hay người quan sát vậy khi ta thỏa một cái điều kiện nào đó thì cái người giám sát này sẽ kích hoạt cái chuyện đó ví dụ như giống như cảnh sát giao thông ví dụ như chúng ta quy định chúng ta là chạy 50 km nha, thì trên giờ thì chúng ta tới 50 km đó thì nó sẽ thực hiện cái hành động đó liền thì cái này nó tương tự như thôi thì tôi thêm một cái con mắt cho đây nè biểu tượng lên con mắt trong đây nó sẽ có nhiều thứ đó mà bạn coi cái phần default chức năng cái phần phấn hành xanh nè chức năng nè mặc định nó default default có nghĩa là nó sẽ quay qua cái menu bên ngoài còn ở, trên đây chứ nó sẽ có nhiều lắm bạn bình thường bạn hay thấy người ta để cái chế độ game over nghĩa là khi ta thêm một cái node event ở trong lúc chúng ta chơi nó khi chúng ta chơi thua thì nó sẽ là kết quả cái này còn người ta chơi thắng thì nó nó kết quả cái khác nó dù vậy còn dưới đây là những cái kích hoạt điểm đó bạn hai cái này nó tương tự nhau ha mỗi cái đường cái là điểm cái là con con là điểm con là đồng xu còn đây là, này là hiện tại cái này là tổng cộng này là hiện tại ha xí là cửa hiện tại vậy đó total là tổng cộng này là best là tốt nhất cái này là cảnh cuối gì đó cái này là hết giờ đó. thì ví dụ như bạn chọn những này thì bạn những có những cái tham số bên dưới có nhập vô ví dụ như là chơi đúng hết một ngàn giây thì nó sẽ thực hiện cái hành động gì đó ở phía sau nó quay ra cái menu nó quay ra cái menu bên ngoài bạn như cái nó thì tôi đang chọn cái nó pet ha đây là cái này là cách để đặt tên đến ta dễ nhớ rồi thì nó sẽ tự quay ngoài nó thực hiện cái hành động của pet pawn này đây nè đây nè thấy không chỗ này nè cái chân chuột tôi đang rơi không Đó. thì thì quay lại cái đầu video đầu tôi nói các bạn là ví dụ như tôi làm cái trường hợp mà tôi đặt cái điểm đi như tôi muốn làm mà tôi đặt cái điểm tốt nhất là on nè là ví dụ như tôi cho tôi đạt điểm tốt nhất là 100 điểm ví dụ vậy ví dụ ha đó, thì khi mà tôi tăng được đúng 100 điểm thì nó sao nó sẽ tạm ngừng cuộc chơi nó dừng lại trò chơi chúng ta là nó sẽ thực hiện cái việc kết quả cái hành động phía sau hành động phía sau là hành động gì đó tùy các bạn yêu như tôi để ra hiện ra một cái bản thông báo là bạn đã hoàn thành được cái level 1 ok ha rồi thì cái cách làm này thì chúng ta sẽ tận dụng đúng cái chức năng của cái cái trong cái giao diện UI luôn UI stream nè dùng cái event of poster dùng ha kích hoạt điểm hay là dùng xu nè đó, hay là hết giờ rồi nè rồi thì cái cách làm này thì sao bạn nó được cái là nó làm chính thống làm trực tiếp từ trong cái hỗ trợ của billboard trong cái ui nhưng mà được nhưng mà nó có một cái là mỗi cái chúng ta phải làm một cái ui riêng ví dụ như level 1 thì phải sử dụng đúng cái ui này cái giao diện này rồi sau đó chúng ta sẽ kích hoạt cái màn hình là hoàn thành level 1 rồi sau đó ta chơi level 2 thì phải qua một cái ui mới nó có một cái uh, nhược điểm này các à bạn Tại vì cái khi chúng ta hoàn thành cái này chúng ta phải liên kết xuống cái bảng này. Hoặc là bạn liên kết trực tiếp tới level 2 này cũng được, cách nào cũng được. Đó. Nhưng mà bù lại là cái tiếp tục tới cái level 2 á thì chúng ta phải tạo ra một cái UI mới nè, không? Mỗi lần một cái UI mới. Đó là cái nhược điểm thôi. Rồi nhưng mà thực ra chúng ta copy ra cũng rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta cũng phải thêm nhiều mỗi cái level là một cái UI trường hợp này ta làm bốn thôi dù ta làm tới 60 7 level 7 chục level bạn thì phải làm 60 7 cái chục cái này thì nó hơi mất thời gian thôi. Đó là cái cách thứ nhất. Chính thống thường ta làm vậy, còn cái cách thứ hai là ta làm một cái mẹo gì. Như là gì trong cái cái nội dung trò chơi đó ví dụ level 1 nè, cái quest các bạn. Đây cái quest chơi đây. Khi ta chơi thì bạn để đại một cái đối tượng nào đó, đối tượng nào cũng được, thường ta chọn đối tượng có duy nhất trong trò chơi. Có đối tượng duy nhất trong trò chơi chính là nhân vật chính. Ok ha rồi hoặc là đối tượng nào cũng được miễn đối tượng đó, lúc nào cũng phải xuất hiện trong trò chơi các bạn và có duy nhất cái dụ vậy cho dễ như vậy dễ biết thì chúng ta sẽ làm gì bạn thì chúng ta sẽ làm cái trường hợp là ví dụ như ta nói thì trường hợp là um, được 7 được 100 điểm ha 100 điểm thì cái nhân vật chính chúng ta chạm những cái đồng tiền này thì chúng ta được 100 điểm thì ta hay là trong nhân vật chính cũng được còn không thì bạn làm trong cái ta làm trong đồng xu cũng được này trong cái nốt đồng xu đó từ đồng xu nè thì tôi thêm cái nốt là nếu cái đồng xu mà va chạm nhân vật chính vậy thôi và chạm đúng 100 lần thì giống như ta ăn điểm nữa nè thì đây là cái cái note là cái nó cao, nó đếm bằng khi ta thỏa điều kiện là va chạm 100 lần giống như là anh ta ăn được 100 điểm á thì sao bạn thì nó sẽ thực hiện cái hành động phía sau nó gì thôi hành động phía sau là hành động event nè event nè bạn bạn bình thường thì nếu bạn kết nối với game over thì chúng ta sẽ thua đúng không chơi thua thì nó ra cái màn hình game over Còn nếu bạn kết nối với cái menu zoom ở dưới bên dưới nè bạn cái nó event nè thì nó sẽ quay qua cái menu zoom bên ngoài cái menu bên ngoài các bạn cái menu chúng ta sẽ có cái sự kiện đúng cái tên này ví dụ như cái này sự kiện cái này là phía tôi đặt tên lại ha đặt tên này, finish finish. Rồi, tôi, tôi đặt tên này là cái chữ phí đi phí nhiệt rồi tôi ví dụ đặt tên cho bạn dễ nhớ ha thì ra ngoài đây nè bạn bạn sẽ nhìn thấy đây đúng có chữ phí nhiệt thấy không đây phí nhiệt trăm nè chỗ tôi đang quay chuột nè đó thấy chưa phí điểm trăm liền như là khi chúng ta đạt được cái uh, cái việc mà va chạm giữa đồng xu với nhau mà chúng ta đúng trăm lần thì nó sẽ kết quả cái hành động này thì bạn muốn kết nối gì đó kết nối tự bạn thì bạn muốn kết nối với cái hàng uh, phí cái nhiệt này cũng được luôn nè đó thì làm cái cách này thì nó có lợi thế đó, là các bạn chỉ cần một cái giao diện gì này thôi tất cả những cái level nè bạn kết nối với đúng với một cái giao diện này thôi như là bạn kết nối gì nè nó nó được tiện cần được cái này nghĩa là chúng ta chỉ cần kết nối một cái game UI như thế này thôi mấy cái kia chúng ta xóa tại mỗi lần chúng ta chơi thắng hay là được 100 điểm thì nó sẽ liên kết với cái này với cái này dù gì liên kết này với cái này nó liên kết cái này cái này liên kết cái này với cái này liên kết cái này với cái này level 3 với level 3 level 4 level 4 dù vậy thấy chưa thì nó được cái lợi thế là chúng ta chỉ cần một cái game UI thôi còn những cái này bạn xóa bạn xóa đi dù gì xóa đi thì được cái lợi thế là dù cho bạn làm 100 level cũng vậy mà chúng ta chỉ cần đúng một cái UI thôi một cái giao diện chơi game thôi còn cái màn hình kết thúc thì bắt buộc mỗi cái phải kết khác nhau rồi tại vì điểm số khác nhau nó vô vậy nó dễ ha rồi về cơ bản là tôi hướng dẫn Bây giờ tôi hướng dẫn bạn được hai cách làm hai cách làm hả bạn hai cách làm à, chúng ta phải hiểu rõ vấn đề chúng ta làm nó mới dễ hai cách làm cách đầu tiên là chúng ta sẽ ta sắp xếp cho nó gọn gọn lên tí bạn nhìn thấy tưởng rối đúng không dây nhợ giống như là bạn nhợ như vậy nhưng thực ra nó có nguyên tắc hết bạn cứ làm theo nguyên tắc là từ trái qua phải nó à, nói tới đâu thì làm tới đó diễn giải tới đâu thì làm tới đó tự động nó sẽ ra thôi ha chứ đừng có nhìn theo mấy sợi dây này nhìn nhức đầu lắm đó là cái 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 mẹo của tôi ha rồi rồi vậy là tôi sẽ có hai uh, để kích hoạt cái việc mà chúng ta được 100 điểm hiểu gì ha thì chúng ta sẽ có hai cách làm một là chúng ta sẽ sử dụng cái cái event ở trong cái giao diện UI đây những cái điểm hay đồng xu hay gì đó hay hết giờ đó cách thứ hai để kích hoạt một cái sự kiện ra bên ngoài đó, thì chúng ta sử dụng cái cái tính năng là event ở trong ở trong cái work môi trường work môi trường work nè dùng cái thêm một cái nó trung gian cái nó cao để nó đếm số lần cao là đếm số lần bằng trong tương tự như trong Excel ha cao đếm số lần Sư lần mà nó thực hiện được cái hành động này nếu được thỏ được 100 lần đúng 100 lần thì nó sẽ nó thực hiện cái event ở phía sau là cái này event ta sẽ kết nối với cái menu zoom nè menu zoom là đây menu zoom đây rồi ok hai bạn ha rồi kết thúc video này đi rồi tú phan đã nhận quản cho trang web là phan kiếm chấm cơm hẹn lại các bạn